Trong chương trình học tiếng Trung online sơ cấp A1 của trung tâm ngoại ngữ Trung văn Hải Phòng, mình tên là Hà và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài số 3. Đầu tiên là phần ngữ âm. Ở ngữ âm hôm nay thì chúng ta sẽ ôn lại cái phần phát âm của ba nhóm âm mặt lưỡi, nhóm thanh mẫu âm mặt lưỡi, và sau đó chúng ta học một số các cái vận mẫu và bảng ghép vần. Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Các bạn nhớ cái nhóm âm này không ạ? Nhóm âm này phát âm như nào nhỉ? Như tôi đã nói, khi chúng ta muốn phát âm được chuẩn thì chúng ta phải xác định được cái gì, đúng không? Vị trí phát âm, đúng không ạ? Vậy thì vị trí phát âm của cái này giống như thế nào ạ? Thế nên là chúng ta sẽ cho âm lưỡi của chúng ta chích chúc xuống bên dưới, chạm vào cái răng cửa dưới. Thì khi mà lưỡi của chúng ta nó chúc xuống như thế thì nó sẽ đẩy, tức là nó sẽ đẩy cái mặt lưỡi lên. Và chúng ta phát âm là chi. Đây ạ, chi. Âm này là hơi chi, và âm này là chi. Ở lại nhớ. Chi, chi, chi. Nhớ một cái điều đó là cái vị trí phát âm đó là đầu lưỡi nó sẽ chúc xuống dưới, đẩy mặt lưỡi lên trên, chạm vào mặt trên ạ. Đấy là nhóm thanh mẫu và lưỡi. Tiếp theo là nhóm vận mẫu. Đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ học hai nhóm vận mẫu, là đầu tiên là nhóm vận mẫu đầu bằng y, và tiếp theo là bắt đầu bằng y. Bắt đầu nhá. Ya, ye, yang, yo, yu, yan, yin, yang, yu, yu. Zai. Ya, ye, yang, yo, yu, yan, yin, yang, yu, yu. Chúng ta để ý mấy cái âm này, âm nào rồi? Như tôi đã nói là nó là âm mũi, đúng không? Khi chúng ta phát âm, chúng ta để ý cái độ hơi phát ra mũi nó sẽ có cái độ ngân sau khi mình đã kết thúc âm. Yang, yin, yong. Tiếp theo là nhóm âm bắt đầu bằng y. Nào, yue, yuan, yun, yue, yuan, yun. Và sau đây chúng ta sẽ ghép các cái thanh mẫu và nhóm vận mẫu học trong ngày hôm nay trong bảng ghép vần, và tôi sẽ trình bày bảng ghép vần với các bạn sau đây. Sau đây tôi xin trình bày phần bảng ghép vần. Chúng ta sẽ cùng phát âm theo tôi nhé. Chi, chia, chia, chiao, chiu, chian, chin, chiang, chiong, chiong. Bật hơi ạ. Chi, chia, chia, chiao, chiu, chian, chin, chiang, chiong, chiong. Xi, xia, xie, xiao, xiu, xian, xin, xiang, xiong, xiong. Bi, bie, diao, bian, bin, ding. Pi, pie, piao, pian, ping, ping. Mi, mie, miao, mian, min, ning. Di, die, diao, diu, bian, ding. Pi, pie, piao, pian, ping. Ni, mie, niao, miu, nian, min, niang, ning. Li, lia, lie, liao, liu, lian, lin, liang, ling. Yi, ya, ye, yao, yu, yan, yin, yang, ying, yong. Ở thứ hai nhá, nào bắt đầu. Nü, nö, lü, lö, chü, chö, chuen, chün. Chü, chö, chuen, chün. Sü, sö, xuen, xün. Yü, yö, yuen, yün.
Trong cái phần âm này thì có một điều nữa tôi muốn lưu ý các bạn, đó là phần nguyên tắc ghi phiên âm liên quan đến cái nội dung chúng ta học trong ngày hôm nay. Nguyên tắc thứ nhất đó là cái âm yo này ạ. Âm yo khi nào trước nó có mặt mẫu, ví dụ dẫn mẫu tơ thì nó sẽ được bỏ oi và viết là iu và đọc là yo, cái này sẽ đọc là tiêu tiêu. Nguyên tắc thứ hai đó là khi mà nhóm phần mẫu bắt đầu bằng y tự nó phiên âm thì âm tiếp thì y ngắn chuyển thành y dài. Đây ạ, tôi sẽ ghi một số ví dụ ra. Khi nhóm phần mẫu bắt đầu bằng y tự nó phiên âm thì âm tiếp thì y ngắn chuyển thành y dài. Còn nhóm phần mẫu bắt đầu y tự nó phiên âm thành âm tiếp thì y dài trong phiên lần trước và bỏ hai dấu chấm vào đi ạ. Tương tự như thế. Y dài trước và bỏ hai dấu chấm ở trên uy yuan. Y sao chúng ta phải nắm được nguyên tắc phiên âm đi phiên âm ạ? Rất là đơn giản thôi, nắm được nguyên tắc này thì chúng ta mới đọc được phiên âm, đúng không ạ? Chúng ta mới biết được. Ví dụ ở đây mặc dù không có hạ nó này rất là chữ u đúng không ạ, không hai dấu chấm, nhưng chúng ta phải hiểu đây chính là yuan, bởi vì khi tự nó phiên âm thì âm tiết thì sao, y dài trước bỏ hai dấu chấm đi. Và một cái nguyên tắc nữa liên quan đến cái nội dung âm của bài hôm nay cũng là cái nhóm bắt đầu bằng y, nhóm âm bắt đầu bằng y, đó là khi mà cái nhóm vận mẫu bắt đầu bằng y cộng đứng đằng sau nhóm thanh mẫu chi chi và si thì khi viết phiên âm chúng ta sẽ bỏ hai dấu chấm đi ạ. Về mặt hình thức thì nó là chữ u, nhưng chúng ta đọc thì phải đọc là chu, có rất nhiều bạn đọc là chu thôi ạ, vì không nắm được cái nguyên tắc ghi phiên âm và đã nhầm, nên là chất âm thì nó vẫn là u mà chu chu và chu không phải là chu chu và su nhá. Chúng ta nhớ đâu mà. Vậy thì cái phần âm này nội dung chính là nguồn gốc nhóm thứ nhất là thanh mẫu thì là nhóm âm gì ạ, âm bằng dưới chi chi chi. Về vận mẫu thì có nhóm vận mẫu bắt đầu bằng y và vận động bắt đầu bằng u. Tiếp theo chúng ta phải nhớ các cái nguyên tắc ghi phiên âm. Đấy là phần ngữ âm của bài số 3. Sau đây tôi xin chuyển sang phần từ mới.